Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên bên nhà đất Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Long Vĩnh của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Ở đây á anh chị có một miếng đất đang kêu bán giá là 520 triệu để em sẽ giới thiệu cho anh chị xem nha. Cái vị trí mà em đang đứng á nha, đường này á thì hiện tại là đường đá xanh thôi, nhưng mà là đường thông và xe ô tô là vô được luôn nha. Cái vị trí này nè anh chị, nếu như mà cái hướng ở bên đây nè ha, anh chị đi đường ô tô là mình sẽ đi vô đường này nha. Một lát nữa em sẽ chạy cái con đường này ra ngoài đường lớn cho anh chị xem luôn. Nếu như mà mình đi từ đây mà ra ngoài đường huyện lộ 16C á, đi bằng cái con đường ô tô này á, thì mình sẽ đi là 450m mình sẽ tới đường nhựa huyện lộ 16C. Còn nếu như mà anh chị đi đường xe máy á, thì sát ở bên đây là sẽ có một cái con đường tắt. Anh chị đi khoảng 200m thôi là mình sẽ ra tới đường huyện lộ 16C. Đây, ngay chỗ đằng đây là có một cái con đường xe máy anh chị đi lên nè, là mình đi có 200m là tới đường huyện lộ ha. Còn đi ô tô thì khoảng 450m nha. Ở đây là thuộc về xã Long Vĩnh nha anh chị. Thì cái xã Long Vĩnh này á là hiện tại là em thấy là xã nông thôn mới kiểu mẫu Long Vĩnh nha anh chị. Và ở đây á mình cách cái đường huyện lộ 16C là tuyến đường hoa kiểu mẫu của huyện Gò Công luôn, là mình cách chỉ có 200m tới 400m thôi. Anh chị thấy có tuyệt vời không? Xã này á là xã nông thôn mới kiểu mẫu luôn nha anh chị. Đó, ở đây là em chỉ thấy chỉ duy nhất là có một cái xã Long Vĩnh là thuộc về xã nông thôn mới kiểu mẫu thôi ha. Rồi thì miếng đất mà hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị là cái miếng đất ở bên đây này nha. Đất của mình á thì có diện tích bề ngang là 6m, chiều sâu vô là 33m, có 100m² thổ cư luôn, chủ kêu giá là 520 triệu. Bề ngang 6m là mình sẽ được tính từ ngay chỗ cây trụ ranh giới ở đây nè ha. Anh chị sẽ đo dài qua bên đây. Đất của mình á thì chủ đã có cắm trụ ranh giới hết rồi nha anh chị. Đây, bề ngang 6m là sẽ tới cây trụ này ha. Chiều sâu vô hết đất luôn á là sẽ tới ngay chỗ cái khoảng này là 33m. Đất là có 100m² thổ cư nha. Chủ kêu giá là 520 triệu. Giá cả là khi mà anh chị đi xem á, em sẽ dẫn anh chị đi và sau đó là mình sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng giá cả luôn. Hoặc là nếu như mà khi mà anh chị đi xem á, mình cần á thì anh chị có thể liên hệ cho bên nhà đất Huyền Trang. Tụi em sẽ cho anh chị số của anh chủ đất luôn và hai bên mình sẽ thương lượng giá cả trực tiếp với nhau luôn ha. Nhưng mà thương lượng xong anh chị nhớ hú em với nha anh chị. Anh chị mua được nhớ hú em để em xin qua hồng của anh chủ nữa nha. Ở đây anh chị thấy nè, hồi nãy giờ lúc mà em quay video tới giờ anh chị thấy nó có yên tĩnh không? Cái vị trí này nè là mình có thể về đây anh chị cất nhà vườn nghỉ dưỡng nè ha. Tại vì cái không khí ở đây á do là ở quê mà cho nên là rất là trong lành và mát mẻ luôn. Và xung quanh á thì cũng khá là yên tĩnh nữa, nó không có ồn ào giống như là ở anh chị ở trên thành phố hay là ở gần ngoài đường quốc lộ ha. Đó, nói chung là nó rất là yên tĩnh luôn ha anh chị. Thì kế bên đất của mình á là hàng xóm người ta còn trồng lúa nè, cho nên anh chị hãy xem nè, lúc mà anh chị về đây ở á nha, những cái mùa mà lúa chín á anh chị sẽ ngửi được cái mùi thơm của lúa chín, nó rất là đã luôn á anh chị. Ở Sài Gòn thì chắc là anh chị không có hửi được cái mùi này đâu nha, chỉ có về quê anh chị mới có thể thưởng thức được cái mùi này ha. Đất của mình á thì ranh giới là sẽ tới đây nè, đó anh chị xem nè ha, trụ cọc nè, bên đây là cũng có một cây trụ ranh giới luôn nè. Nền thì chủ người ta cũng đã đổ cao ráo và bằng với mặt đường luôn rồi, anh chị xem nè. Cái này là do chủ người ta đổ đất, mà đất của ngày xưa trồng lúa cho nên là mấy cái cỏ, mấy cái lúa đồ nó lên rất là nhiều luôn á. Mặt bằng thì có sẵn rồi, đất thì cũng đã có sẵn thổ cư luôn rồi. Thì sau này anh chị mình về á, mình chỉ cần cất nhà lên là mình ở thôi, chứ anh chị cũng không có còn phải tốn thời gian lên thổ cư hay là tốn tiền đổ đất gì nữa nha. À, em quên nữa, cái con đường phía trước đất của mình á, hiện tại thì chỉ là đường đá xanh thôi. Nhưng mà dự án là cái con đường đó nhà nước sẽ mở rộng ra nha anh chị, và sẽ mở thông ra luôn. Thì cái hướng ở bên đây á là mình cũng sẽ đi thông ra đường huyện lộ 16C là cách khoảng 450m thôi. Còn cái hướng ngược lại ở bên đây nè, đây là cái hướng này nha, 11 nhà nước người ta cũng sẽ mở thông ra đường huyện lộ 16C luôn nha anh chị. Nói chung là đường thông luôn, hiện tại là xe ô tô là đã vô được rồi nha. Ở khu vực này nè, dân cư rất là đông luôn. Nhưng mà có thể là do là xung quanh á, người ta trồng dừa rất là nhiều, những cây dừa nó cao rồi, cho nên là nó sẽ bị khuất cái tầm nhìn. Ở trong video á, anh chị sẽ không có thấy được dân cư ở đây là đông đúc. Nhưng mà em thực tế ở ngoài thì em thấy rất là đông nha. Thì cái này khi nào mà anh chị mình đi xem đất thực tế thì mình sẽ thấy rõ hơn nha anh chị.
Rồi để em sẽ mở định vị lên cho anh chị xem nha. Đây, bên đây là có nhà hàng xóm nè, anh chị thấy không? Những cái mái ngói này là nhà hàng xóm nè, nhưng mà nó bị khuất mấy cây dừa á. Ở trong video anh chị không có được thấy rõ. Ở bên đối diện đất của mình, bên đây là sẽ có một cái con kênh thoát nước luôn nha anh chị. Kênh này là kênh thoát nước công cộng của nhà nước luôn ha. Rồi thì đất của mình á là sẽ nằm ở hướng đông nam nha anh chị. Đây anh chị xem nè, cái nút màu xanh xanh là vị trí mà em đang đứng nha. Thì đây là cái con đường huyện lộ 16C nè anh chị. Cái hướng mà lúc nãy em nói mà mình đi xe máy ra đường huyện lộ là 200m là mình sẽ đi ngay chỗ này nè. Ở đây là có một con đường anh chị chạy xe máy thẳng ra đây luôn là 200m. Còn đi ô tô là anh chị sẽ đi cái con đường này ra đây, rồi anh chị quẹo ra đây nè là tới đường huyện lộ ha. Xét bên mình là có chợ kênh 14 Cống Điếu luôn nè. Rồi có cây xăng luôn nè ha anh chị, đầy đủ luôn nha. Đi xuống dưới đây một xíu nữa là cũng có chợ nè, rồi chợ Long Bình, rồi trường của xã Long Bình đồ luôn. Ở đây thì nếu như mà anh chị mình cho con mình đi học thì mình có thể đi trường học mầm non nè, trường mẫu giáo cấp 1, cấp 2 của xã Long Vĩnh. Hoặc là nếu như mà mình muốn cho con mình đi học trường cấp 3 thì mình có thể đi xuống dưới xã Long Bình là có trường trung học phổ thông của xã Long Bình luôn. Còn không thì mình sẽ đi ra ngoài thị trấn Vĩnh Bình nha. Để em sẽ mở chợ cho anh chị xem nha. Từ đây á mà mình đi chợ là một là anh chị có thể đi chợ sát bên mình là chợ kênh 14 Cống Điếu nè. Đó, chợ kênh 14 Cống Điếu. Còn hai nữa là mình sẽ có thể đi chợ của xã Long Vĩnh nè nha. Rồi ba nữa dưới đây là có chợ Long Bình nè. Nhưng mà chợ gần nhất là chợ kênh 14 Cống Điếu rồi ha. Còn ở đây á, trường học. Đây anh chị xem nè, bên đây thì sẽ có trường mẫu giáo của xã Long Vĩnh nè. Ngay chỗ này là trường tiểu học của xã Long Vĩnh ở đây nè anh chị. Mà ở đây sao em thấy nó không có hiển thị lên, nhưng mà ở đây là có một cái trường tiểu học nè. Đó, dưới đây là có trường tiểu học của xã Long Bình. Rồi xuống một xíu nữa là có trường trung học cơ sở và trung học phổ thông của xã Long Bình luôn nè. Sát bên luôn ha. À, từ vị trí mình nha mà anh chị đi chợ hay là đi trường học ủy ban của xã Long Vĩnh á, thì trung bình anh chị đi á, là khoảng 5 phút nha. Khoảng 3 cây số là mình sẽ tới. Còn nếu như mà mình đi học trường cấp 3 của xã Long Bình á thì mình đi là khoảng 2,8 cây số là mình sẽ xuống tới ngay chỗ trường trung học phổ thông của xã Long Bình nha. Mình đi có 6 phút thôi à. Đất của mình ở đây á, là sẽ gần thị trấn Vĩnh Bình. Thì từ vị trí đất mình nha mà anh chị đi xuống tới thị trấn Vĩnh Bình á, đi ra thị trấn Vĩnh Bình là có 4,9 cây số thôi. Nè, anh chị đi là có 10 phút, 4,9 cây số là mình sẽ ra tới thị trấn Vĩnh Bình nè. Còn từ vị trí của mình ở đây á, mà anh chị đi xuống tới ngay chỗ mà thị xã Gò Công á, thì mình đi là khoảng 14 cây số nha. Anh chị đi 14 cây số, 21 phút là mình về tới thị xã Gò Công ha. Còn từ vị trí của mình ở đây á, anh chị đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, là mình đi có 60 cây số thôi, là 1 tiếng 35 phút là mình sẽ về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh nha. Vị trí khá là gần luôn. Khi mà anh chị đi xem miếng đất này á, thì anh chị có thể bấm định vị lên là ở thị trấn Vĩnh Bình. Từ thị trấn Vĩnh Bình vô đất mình là có khoảng 5 cây số thôi ha. Hoặc là khi mà anh chị đi xem á, anh chị có thể gọi trước cho bên nhà đất Quyền Trang. Tụi em sẽ có người chỉ đường cho anh chị đi và sẽ đón anh chị vô xem đất luôn nha. Xung quanh đây á, thì dân cư cũng khá là đông luôn anh chị xem nè. Đó, cái này là dân cư xung quanh mình nè ha. Rồi chợ hay là trường học, ủy ban, cây xăng rồi đó là có đầy đủ hết luôn nha. Rồi thì ở đây là thuộc về xã Long Vĩnh của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Xã Long Vĩnh là một cái xã nông thôn mới kiểu mẫu luôn. Và từ đây anh chị đi ra khoảng 200m tới 400m thôi là mình sẽ tới đường huyện lộ 16C. Thì con đường huyện lộ 16C đó là tuyến đường hoa kiểu mẫu của huyện Gò Công Tây luôn nha. Thì cái con đường trước đất này của mình là đường đá xanh, là nó song song với con đường huyện 16C luôn á anh chị. Ở đây thì thuộc về đường đá xanh. Còn đây nè, để em chỉ cho anh chị xem cái mặt tiền đường huyện lộ 16C phía trước. À, ở trong đây chắc là anh chị sẽ hơi khó xem nè.
Đây, anh chị có thấy cái nhà màu xanh xanh này không? Cái nhà này á là nằm trên mặt tiền đường quyện lộ 16C nè anh chị, sát bên luôn ha. Rồi thì bề ngang đất mình á là 6m, chiều sâu vô là 33m, có 100m vuông thổ cư luôn. Chủ kêu giá là 520 triệu nha. Giá cả thì anh chị mình sẽ thương lượng trực tiếp với chủ đất luôn. Nếu mà anh chị cần á thì khi mà mình đi xem đất xong á, em sẽ cho anh chị trực tiếp số của anh chủ đất luôn, và hai bên mình sẽ thương lượng giá với nhau ha. Điện nước wifi là có đầy đủ hết luôn anh chị xem nè. Cái này là trụ cột trụ điện này của nhà nước là mới vừa cắm luôn á anh chị. Do là nhà nước chuẩn bị mở đường á, cho nên là nhà nước cắm trụ điện trước luôn ha. Rồi cảm ơn anh chị đã xem video của em nha. Nếu mà anh chị nào mà quan tâm tới miếng đất này á, thì mình có thể liên hệ cho bên nhà đất Quyền Trang để tụi em dẫn anh chị đi xem đất. Cái vị trí này á, nếu như mà anh chị mua miếng đất này về á, mình muốn cất nhà thì mình có thể cất, còn không á, thì anh chị có thể để dành sau này đầu tư cũng khá là ngon luôn nha. Còn không á, thì anh chị cứ cất nhà vườn để lâu lâu mình có thể về đây chơi, nghỉ ngơi. Rồi sau này khi nào mà muốn bán lại thì anh chị có thể gửi cho bên tụi em bán lại cũng được luôn ha. Rồi cảm ơn anh chị đã xem video của em nha. Hướng này là hướng thông luôn. Đây để em đi lại cho anh chị xem cái đường xe máy mà đi ra ngoài đường quyện lộ 16C ha. Rất là bình yên luôn ha anh chị. Anh chị chỉ cần mà về dưới quê dưới đây thôi ha, nhìn cái phong cảnh xung quanh nè, từ nhà cửa này ha, rồi ruộng lúa đồ á, là anh chị cảm thấy là rất là bình yên luôn. Đây thì đây là cái con đường em nói anh chị nè, mình chạy thẳng một đường thôi là ra đường quyện lộ 16C nè, đứng từ đây mà em thấy đường quyện lộ luôn á. Rồi mấy ba anh chị ha. Đây có chiếc xe chạy ngang nè anh chị. Em nghe tiếng xe chạy ngoài đường quyện lộ luôn á. Đó, anh chị thấy xe mới chạy ngang là đường quyện lộ 16C ha. Rồi mấy ba anh chị nha. Rồi thì bây giờ là em sẽ chạy ra con đường quyện lộ 16C và em quay cái đường đi này cho anh chị nha. Mình sẽ ra là mình đụng con đường lộ nhựa trước nha anh chị. Phía trước mình là đường lộ 16C á. Đây là đường quyện lộ 16C nè. Nếu như mà anh chị rẽ trái qua bên đây là mình sẽ đi chợ 14 Cống Điếu, còn anh chị rẽ phải cái hướng này là mình sẽ đi về ủy ban hay là trường học, chợ của xã Long Bỉnh này nha. Đây là đường quyện lộ 16C, là tuyến đường hoa kiểu mẫu nha anh chị. Và xã Long Vĩnh cũng là xã nông thôn mới kiểu mẫu luôn ha. Rất là đẹp luôn nha. Xung quanh là nhà dân cư rất là đông luôn ha. Rồi thì nếu mà anh chị nào mà quan tâm tới miếng đất này á, thì mình có thể liên hệ bên nhà đất Quyền Trang để đi xem nha. Đó. Cảm ơn anh chị đã xem video của em. Để em chạy lại em chỉ cho anh chị xem cái con đường xe máy để đi vô đất mình nè. Đất mình là nó sẽ nằm ở phía sau. Đường mà hồi nãy em nói anh chị là mình đi xe máy nè, đó là mình vô ha. Rồi bye bye anh chị nha.